Trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam bắt đầu với cái bắt tay hòa hảo và giàu tình thân giữa huấn luyện viên Wood Hiddink của Trung Quốc và huấn luyện viên Park Hang-seo của Việt Nam. Họ đã gắn bó với nhau trong suốt quãng thời gian thầy phù thủy Hà Lan làm việc tại Hàn Quốc, đã cùng nhau tạo ra kỳ tích lịch sử của bóng đá Hàn Quốc, đó là đưa quốc gia này đến bán kết của World Cup 2002. Bây giờ, người học trò trong quá khứ Park Hang-seo đang tạo ra lịch sử của bóng đá Việt Nam, còn Wood Hiddink được người Trung Quốc kỳ vọng sẽ một lần nữa tạo ra lịch sử ở châu Á. U22 Việt Nam có quá nhiều mục tiêu ở thì tương lai, đó là SEA Games và đó là vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Thái Lan. Vậy nên mỗi trận đấu lúc này của đội đều rất quan trọng, dù đó có là một trận giao hữu. Sau khi làm nhiệm vụ của mình với đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup, ngay lập tức huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Yong-jin đến Trung Quốc và có những tác động lớn trong việc bố trí nhân sự của đội tuyển U22. Vẫn là cách bố trí sơ đồ 3-4-3 quen thuộc với thủ môn Bùi Tiến Dũng trong khung gỗ. Ở phía trên, Đức Chiến, cầu thủ đã chơi rất hay trong màu áo của VTL, tại V-League cũng góp mặt. Cái tên quen thuộc ở các lứa U, Huỳnh Tấn Sinh có một vị trí. Nhưng điểm nhấn chiến thuật tới từ vị trí của Bùi Tiến Dũng, người lần đầu tiên được bố trí ở vị trí của một trung vệ trong đội hình của U22, dù bản thân anh là một tiền vệ. Ở phía trên là cặp tiền vệ trung tâm Trọng Đại và Việt Hưng, ở hai biên là Tấn Tài và Thanh Thịnh, những cầu thủ toàn diện trong việc lên công về thủ. Ở phía trên, Trọng Hùng của Thanh Hóa đóng vai trò là mũi nhọn tấn công ở biên trái và Hoàng Đức là cầu thủ xuất hiện ở biên phải. Đá cắm là Tiến Linh, cầu thủ vừa có một hiệp với đội tuyển quốc gia trong trận đấu với Thái Lan. Đó cũng là một sự lựa chọn thú vị của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay từ đầu trận, các thủ Việt Nam đã gây bất ngờ cho đối phương với việc dâng cao đội hình, làm chủ khu trung tuyến với sự cơ động của Triệu Việt Hưng. Ngoài ra, việc thường xuyên leo biên của Thanh Thịnh và Hồ Tấn Tài cũng khiến cho U22 Trung Quốc bối rối. Tam giác tấn công của U22 Việt Nam là Trọng Hùng, Hoàng Đức và Tiến Linh có xu hướng chơi gần nhau để gia tăng tính kết nối trong những tình huống bàn bật nhỏ. Các cầu thủ Trung Quốc có thể hình cao to nhưng lại tỏ ra chậm chạp trong việc xoay sở. Trọng Hùng đã có những tình huống đột nhập và dứt điểm bằng chân phải sở trường. Điểm đáng tiếc lớn của ông Park Hang-seo ngay những phút đầu trận đó là chấn thương của Trọng Đại, khiến tiền vệ của Viettel phải rời sân từ sớm. Người vào sân thay thế ở vị trí tiền vệ trung tâm là Thái Quý, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam tạo sức ép lớn từ hai biên và trong một pha bóng như vậy, đội tuyển U22 Việt Nam đã có bàn thắng. Một pha leo biên đầy tốc độ của Hồ Tấn Tài và truyền vào thuận lợi cho Tiến Linh ở phía trong. Tình huống dứt điểm một chạm ấn tượng của tiền đạo Bình Dương đã mở điểm cho U22 Việt Nam. Tiến Linh có thể không phải là cầu thủ thường xuyên có những tình huống xử lý kỹ thuật, nhưng nói về chọn vị trí và dứt điểm một chạm, Linh vẫn là một trong những tiền đạo thính nhạy nhất của bóng đá Việt Nam lúc này. Có được bàn thắng dẫn trước, U22 chơi tự tin, thường xuyên có được những pha phối hợp sắc nét với tốc độ và sự chính xác. Hàng phòng ngự của đội tuyển U22 cũng chơi chắc chắn với sự liên lạc của bộ ba phòng ngự. Thủ môn Tiến Dũng không có quá nhiều việc phải làm ở hiệp đầu tiên ngoài việc xử lý những pha chờ bóng không hợp lý ở tầm cao của U22 Trung Quốc. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn bàn của U22 Việt Nam và điều đó giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin có những điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp 2 để thử nghiệm. Với sự xuất hiện của thủ môn Văn Toàn, hậu vệ Văn Hạnh và tiền đạo Ngô Hồng Phước của An Giang mặc áo số 10, tiền đạo của An Giang đã chơi rất nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội sau khi vào sân ít phút, đặc biệt là cú đá chân trái khiến thủ môn của Trung Quốc phải bay người hết sức để cản phá. Khi mà Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu gia tăng sức ép, chúng ta đã có tình huống phản đòn chất lượng. Từ đường truyền xuyên tuyến của Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài một lần nữa vượt qua được hậu vệ trái của Trung Quốc trước khi tung ra một đường căng ngang thuận lợi cho Tiến Linh lập cú đúp. Một bài tấn công rất đơn giản nhưng hiệu quả của U22 Việt Nam. Tấn Tài và Tiến Linh đã quá hiểu nhau khi họ cùng thi đấu ở đội bóng BKMX Bình Dương. Sau khi có được bàn thứ hai, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục những con bài thử nghiệm của mình. Nhâm Mạnh Dũng, một trong những cầu thủ trẻ nhất ở đợt tập trung này, có mặt thay cho Tiến Linh. Đình Mạnh và Xuân Quyết, những cầu thủ của Dược Nam Hà Nam Định, cũng có lần đầu tiên được xuất hiện trong màu áo của U22 quốc gia. Dù có một đội hình theo kiểu lắp ghép, nhưng U22 Việt Nam không chơi quá bị động, phòng ngự kín kẽ và luôn chờ đợi thời cơ để có được những đòn phản công chất lượng. Hai hậu vệ biên chơi rất hay của U22 Việt Nam sau đó rời sân để nhường lại vị trí cho Dương Văn Trung của Bình Phước và Trần Bảo Toàn, cũng là một cầu thủ được đôn lên từ U19 quốc gia. Tất cả những cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam sau khi vào sân đều cho thấy sự quyết tâm cao độ của mình ở những tình huống tranh chấp và cho thấy sức cạnh tranh của U22 Việt Nam lúc này là rất lớn. Thủ môn Văn Toàn sau khi vào sân phải hoạt động nhiều hơn so với Bùi Tiến Dũng, nhưng cũng cho thấy sự ổn định và chính xác của mình. Có thể nói, đối thủ của U22 Việt Nam là U22 Trung Quốc yếu hơn sự tưởng tượng của nhiều người.
Đội bóng trẻ của Trung Quốc chơi rời rạc, nền tảng kỹ thuật không nổi bật và cũng không thể tạo ra một thế trận có sức ép quá lớn về khung thành của UAE Việt Nam. Những tình huống tấn công đơn điệu, tạt bóng thiếu ổn định cũng không gây ra quá nhiều sự đe dọa cho UAE Việt Nam. Với cách chơi như thế này, quả thực UAE Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở vòng chung kết UEFA châu Á sắp tới tại Thái Lan. Sau trận đấu với UAE Trung Quốc, rõ ràng là các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Ở thì tương lai gần, chúng ta có hai giải đấu quan trọng và có những mục tiêu lớn cần phải hoàn thành. Sau trận đấu với Trung Quốc, rõ ràng ông Park Hang-seo đã có những cái nhìn thiện cảm với Đức Chiến, trung vệ chơi lệch trái ở hiệp 1 và sau đó chơi ở trung tâm hàng phòng ngự trong hiệp 2 và được đá trọn vẹn trong 90 phút giữ trắng lưới của UAE Việt Nam trước UAE Trung Quốc. Đức Chiến thường xuyên có những tình huống bọc lót xuất sắc ở những pha thả bóng tầm cao của đội tuyển UAE Trung Quốc. Với Đức Chiến và Tấn Sinh, đội UAE Việt Nam cho thấy mình khá mạnh ở những tình huống kiểm soát bóng tầm cao, điều khiến ngay cả đội tuyển quốc gia cũng không phải lúc nào cũng có thể xử lý tốt. Đó thực sự là một tín hiệu rất khả quan. Việc Đức Chiến được chơi bên cạnh Tiến Dũng và Ngọc Hải nhiều ở câu lạc bộ Viettel tại V-League cũng là cơ hội tốt để anh chui rèn bản thân và tiến bộ nhiều hơn trong tương lai. Ngoài kỹ năng phòng ngự với sự xông xáo và quyết đoán và đưa ra những quyết định cản phá chính xác, Đức Chiến còn có khả năng truyền dài ấn tượng vì bản thân có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và Chiến cũng có khả năng sút xa rất tốt. Ngoài ra, ông Park Hang-seo cũng có thể hoàn toàn yên tâm về hai biên với sự bình tĩnh, điềm đạm nhưng cũng đầy xông pha của Hồ Tấn Tài. Việc anh có hai tình huống kiến tạo ở trận đấu này cho thấy hậu vệ này đã tiến bộ như thế nào thời gian qua sau khi thường xuyên được đá chính ở câu lạc bộ Bình Dương. Bên trái, Thanh Thịnh cũng cho thấy anh hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Đoàn Văn Hậu, hoặc có một phạm trù nào đó anh có thể đá chính nếu huấn luyện viên Park Hang-seo dùng Văn Hậu ở vị trí trung vệ lệch trái. Ở tuyến trên, Tiến Linh có lẽ sẽ là tiền đạo số 1 của UAE Việt Nam ở hai giải đấu sắp tới, dù Đức Trinh có khỏi chấn thương hay không. Vì Tiến Linh có nhạy cảm vị trí, điều rất quan trọng với một tiền đạo mục tiêu. Hoàng Đức có vẻ cũng sẽ có một suất đá chính. Trọng Hùng cũng là một cái tên có thể tạo ra nhiều lòng tin với huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù với những gì mà UAE sẽ có ở SEA Games hay UEFA châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn một sự lựa chọn bắt buộc nữa, đó là Nguyễn Quang Hải. Với tốc độ và khả năng kiểm soát, Triệu Việt Hưng sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo yên tâm sử dụng để không phải kéo Quang Hải về vị trí của một tiền vệ trung tâm. Lo ngại nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Việt Hưng lúc này, khi Trọng Đại vốn đang chơi hay thì lại có tiền sử chấn thương, còn Thái Quý thì chơi không thực sự ấn tượng ở hàng loạt những trận đấu vừa qua. Trong những cầu thủ lạ mặt được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ở trận đấu này, thủ môn Văn Toản ít nhất đã ghi điểm sau một màn trình diễn đầy tự tin. Và người thứ hai là cầu thủ mang áo số 10, Ngô Hồng Phước. Lối chơi năng nổ, lòng quyết tâm và nền tảng kỹ thuật không tệ của cầu thủ An Giang đã ghi điểm. Chỉ đáng tiếc là Hồng Phước không được cọ sát nhiều ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Chúng ta vẫn còn Martin Lò, cầu thủ đã từ chối tập trung ở đợt này để giữ sức và giúp cho câu lạc bộ Phố Hiến giành quyền chơi trận play-off lên hạng ở mùa sau. Martin Lò cũng sẽ là một cái tên nổi bật để làm đa dạng hàng tấn công của UAE Việt Nam ở hai giải đấu lớn sắp tới. Nhưng quả thực, dù có ai, thiếu ai, chúng ta cũng không phải quá lo lắng khi thầy phù thủy Park Hang-seo vẫn ở đây, vẫn đầy trí tuệ và đầy bản sắc. Việc ông giành chiến thắng trước người thầy của mình là ông Woo Si-ding đã cho thấy năng lực tuyệt vời của huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Đó mới chính là sức mạnh lớn nhất của UAE Việt Nam trên hành trình viết tiếp những câu chuyện lịch sử ở quãng thời gian sắp tới. Just like their attention.